Doanh số áo đấu của Ronaldo cao gấp đôi Messi. Cristiano Ronaldo đã đánh bại Lionel Messi về số tiền bán áo đấu khi số 7 của Manchester United mang về 187 triệu bảng chỉ trong 8 ngày, mà trong khi đó, số 30 của Messi chỉ thu về 103,8 triệu bảng. Hai thương vụ chuyển nhượng Messi sang Paris Saint-Germain và Ronaldo quay trở lại Manchester United là những bom tấn lớn nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2021. Người hâm mộ đã rất phấn khích khi được mua về những chiếc áo đấu mới của hai cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá. Và theo lớp The Sales, Ronaldo đã chiến thắng Messi ở cuộc đua về doanh số bán áo đấu. Nghiên cứu của họ tiết lộ rằng chiếc áo số 7 mang tính thương hiệu và biểu tượng của đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã mang về 187,1 triệu bảng kể từ khi được tung ra thị trường vào ngày 2 tháng 9. Trong khi đó, chiếc áo số 30 của Messi tại PSG chỉ đạt doanh số 103,8 triệu bảng dù đã được giao bán trước đó 3 tuần. Doanh thu từ bán áo đấu đã nhanh chóng bù đắp phần nào cho chi phí chiêu mộ Messi và Ronaldo. Phí chuyển nhượng ban đầu của Ronaldo chưa kể phụ phí là 12,9 triệu bảng, có nghĩa là doanh thu bán áo đấu của anh gấp 14 lần và đã mang về 13,1 triệu bảng cho Manchester United. Trong khi đó, phí ký hợp đồng của Messi là 25 triệu bảng sau khi gia nhập Paris Saint-Germain. Dữ liệu bán áo đấu cũng tiết lộ rằng áo đấu của Ronaldo được bán nhanh nhất trong lịch sử Premier League và các lượt tìm trực tuyến cho áo số 7 của Ronaldo đã tăng 600% so với mùa hè năm ngoái. Bất chấp Covid-19, mùa hè này đã là một mùa bội thu cho các vụ chuyển nhượng ở Premier League. Jack Grealish chuyển đến Man City với mức phí kỷ lục 100 triệu bảng và Romelu Lukaku củng cố cơ hội vô địch của Chelsea bằng cách trở lại câu lạc bộ với giá 97,5 triệu bảng. Sau Ronaldo, Grealish và Lukaku lần lượt xếp thứ 2 và thứ 4 với doanh số bán áo đấu ở Premier League mùa hè này. Bruno Fernandes của Manchester United đứng thứ 3, còn Paul Pogba đứng thứ 5. Mohamed Salah và Virgil van Dijk của Liverpool đứng thứ 6 và thứ 7, Harry Kane của Tottenham đứng thứ 8, Kevin De Bruyne của Man City thứ 9 và Jadon Sancho là thứ 10. Arsenal là đội bán áo đấu nhiều nhất ở mùa giải trước, nhưng họ đã tụt xuống vị trí thứ 4. Trong khi đó, Manchester United chắc chắn vươn lên vị trí dẫn đầu sau khi đứng thứ 4 ở mùa 2020-2021. Sự xuất hiện của Ronaldo đã giúp Quỷ Đỏ tăng 62% doanh số bán áo đấu, và con số này có thể tăng vọt nếu anh ra sân vào thứ 7 với Newcastle tại nhà hát của những giấc mơ. Trong khi đó, Messi mới chỉ có một lần ra sân từ ghế dự bị cho PSG kể từ khi gia nhập. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu doanh số bán áo đấu của anh tăng chóng mặt khi Champions League khởi tranh vào tuần tới. PSG sẽ làm khách trên sân của Club Brugge, trong khi MU hành quân tới đại bản doanh của Young Boys trước đó một ngày.